Thưa quý vị, tiếp tục ngày làm việc thứ hai của kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố thảo luận tại hội trường nhóm vấn đề trên lĩnh vực văn hóa, xã hội và pháp chế. Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và các Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn và Nguyễn Thị Anh Thi cùng điều hành phiên thảo luận. Thảo luận các vấn đề trên lĩnh vực văn hóa xã hội, các đại biểu nêu thực trạng thiếu trường lớp, không đảm bảo học sinh tiểu học học 2 buổi một ngày tại một số địa phương, nhất là tại quận Liên Chiểu. Đây là vấn đề đã kéo dài nhiều năm, cần sớm giải quyết. Hiện nay đã và đang đầu tư triển khai đề án xây dựng, nâng cấp, mở rộng trường giai đoạn 2021-2025 và đến nay tiến độ đã triển khai gần 2/5 thời gian thực hiện đề án, nhưng hầu hết công trình còn ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Số công trình đã hoàn thành ước đạt là 350 tỷ đồng, tương đương 8% giá trị đề án được phê duyệt. Được biết hiện nay việc triển khai đề án còn rất là gặp nhiều khó khăn như là vấn đề nguồn vốn, quỹ đất. Một số trường hiện đang xuống cấp nhưng chưa được đầu tư sửa chữa, không đạt được mục tiêu ban đầu của đề án và phát triển trường mới để giảm tải cho các cơ sở giáo dục. Các đại biểu cũng đề nghị quan tâm hơn nữa chương trình sức khỏe học đường và giải quyết tình trạng bạo lực học đường đang nổi cộm gần đây. Các đại biểu cũng cho rằng vấn đề đào tạo, giải quyết việc làm, giảm thiểu tình trạng thất nghiệp cũng là vấn đề nổi lên hiện nay cần quan tâm giải quyết bằng nhiều giải pháp. Có giải pháp căn bản để phát triển kinh tế, khuyến khích đầu tư thông qua việc quy hoạch phát triển kinh tế, nâng cao và giữ vững vị trí về chỉ số năng lực cạnh tranh. Có chính sách khuyến khích về các điều kiện cho doanh nghiệp có kỹ thuật, có công nghệ cao và các ngành kinh tế mũi nhọn, tạo ra nhiều việc làm, chỗ làm mới cho người lao động. Hai là hoàn thành xây dựng phần mềm kết nối cung cầu lao động để đưa vào sử dụng, thu thập hệ thống thông tin dữ liệu cung cầu lao động tương đối đầy đủ và có hệ thống, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả đề án dự báo nguồn nhân lực và thị trường lao động, đề án phát triển nguồn nhân lực khu vực tư tại một số ngành lĩnh vực mũi nhọn của thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045. Những ý kiến của các đại biểu cũng thảo luận sâu một số vấn đề liên quan đến đề án phát triển văn hóa xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế, chú trọng xây dựng con người Đà Nẵng văn minh, thân thiện, làm nền tảng xây dựng thành phố an bình, đáng sống, hình thành các giá trị, bản sắc riêng, phù hợp với truyền thống, lịch sử, văn hóa của người Đà Nẵng giai đoạn 2022-2030. Về chương trình có nhà ở, tăng cường đầu tư hệ thống nhà ở xã hội cho nhân dân, về thực hiện chính sách giảm nghèo và xây dựng sửa chữa nhà ở cho gia đình chính sách. Tại phiên thảo luận, đề cập đến vấn đề thiếu thuốc, vật tư y tế phục vụ khám chữa bệnh thời gian qua, lãnh đạo Sở Y tế thành phố cũng đã thông tin cụ thể về những khó khăn hiện nay khi thực hiện thủ tục mua sắm, trong đó vấn đề nổi lên đó là các quy định liên quan còn nhiều bất cập. Lãnh đạo thành phố cũng đã có cái chỉ đạo tập trung tháo gỡ từng gói thầu cụ thể cũng như là có cái chỉ đạo trong rà soát chung toàn bộ những cái văn bản chỉ đạo mua sắm đấu thầu của thành phố. Và gần đây nhất là nghị quyết 60 của Hội đồng Nhân dân thành phố thì cũng đã thông qua để triển khai cái việc là tăng cường cái phân cấp mua sắm cho các đơn vị sử dụng để làm giảm các đầu mối tầng nấc, đẩy nhanh cái quá trình mua sắm đấu thầu theo quy định. Và đồng thời cũng đã điều chỉnh cái danh mục mua sắm tập trung của ngành y tế để làm thế nào các đơn vị y tế có thể triển khai nhanh nhất. Trong phiên thảo luận sáng nay, các đại biểu cũng đã thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến lĩnh vực pháp chế. Đáng chú ý là các nội dung về thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị theo nghị quyết số 119 của Quốc hội. Một số vấn đề cụ thể cần quan tâm đối với hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật tại thành phố, công tác đảm bảo an ninh an toàn trên không gian mạng nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến công nghệ cao, về thực trạng và trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong việc giải quyết đơn thư của công dân, tổ chức và một số vấn đề khác.